Vâng, kính chào quý vị và các bác thân mến nhé. Hôm nay thì em chiều nay đi làm về, tranh thủ vào siêu thị rước được một cặp chân dài các bạn. Trước mắt quý vị các bác này, chắc là các bác nào mà yêu thích cái dòng loa bô thì nhìn qua là biết rồi. Chính là cái model bô 363 các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ tháo cái màng gọi là chống sóc à, để kính mời toàn thể quý vị và các bác chúng ta cùng nhau quan sát các sản phẩm thôi nhé. Em thì với tình trạng là còn nguyên chân, mua ở siêu thị mà người ta đóng gói cho mình cũng rất là cẩn thận thôi nhé. Corona. Cái dòng bô 363 này là một trong những cái model cao cấp của hãng bô. Họ sản xuất để dành cho thị trường Nhật, chuyên dùng để nghe nhạc các bạn nhé. 363 và 464 là hai cái model cao cấp dành chuyên dùng để nghe nhạc của hãng bô. Ra được một chiếc rồi nhé. Nếu như mà nó xịn thì nó sẽ có cái theo cái ốc bắt giữa cái đế và cái loa này không ấy, như này. Cái này thì trong vận chuyển về nó bị rơi ra không vấn đề gì cả. Để siết nó lại là được không? Bắt tạm được vậy. Trên này thì được tặng kèm theo catalog hướng dẫn. Đấy. Một cặp và còn nguyên danh hướng dẫn. Các bác biết cái chân này là chân gì không? Chân này là để dành để nót dưới đế của nó. Sau sẽ lật cái đế lên các bác xem, đế của nó là thiết kế 4 cái chân nhọn cắm xuống và để nó không cắm thủng sàn thì chúng ta nót miếng đầu này lên đúng không? Cái này là của hãng theo loan các bác, theo loan. Em sẽ tháo lốt chiếc còn lại không nhé. Bô 363 này thì nó cung cấp ra loa của một chiếc nó là khoảng 8 W. Phù hợp cho cái không gian phòng từ trên dưới 20 đến 25 mét vuông các bác nhé. Và nghe nhạc ok. Em này thì nó thiết kế loa 3 đường tiếng. Vấn đề là bụi đây không? Bụi. Còn lại là tình trạng là đẹp. Không tức tẹo rồi. Cái
Tân sẽ đưa máy quay lại gần để cho các bác quan sát được kỹ càng hơn em ơi. Càng hơn. Chân thực hơn. Đây hình ảnh của cặp loa bông 363. Đấy. Loa vừa mới về xong. Theo này làm về đi qua siêu thị thì thấy là mục luôn các bạn. Em thấy là mục luôn. Đấy, đây là cái chân của nó này, chân xịn của bóng bầu này. Trên này có một cái chỉ màu vàng. Đấy. Về phần ngoại thất của em này thì nó làm dạng bóng. Cái lớp xi này nó làm giả gỗ lu nhá. Đấy, giả gỗ lu dán xi vào đây. Thế bình thường thì những cái lớp xi nó rất dễ là lớp. Cái lớp này nó rất dễ chóc. Đấy, có những đôi mà nó liền lạc, còn đẹp như thế này. À, nó rất là hiếm. Em sẽ tháo cái căng này ra. Để các bác cùng nhau quan sát cái tuyến loa bên trong. Đi phần loa Boost 363 được chia ra làm hai phần. Đấy. Phần loa chung ở trên, một cục loa chung. Và dưới này là một cục nó trầm. Đấy, nó bát của nó là một bát 18 là đánh úp bên lòng thùng, bên trong lòng thùng. Và cái tiếng bát của nó sẽ ra ngoài cái khe hơi. Thế này các bác nhá. Xin lỗi các bác, hôm nay thì cái họng của em nó hơi đau. Hơi đau có khả năng là bị corona các bạn. Nên là nói tiếng nó hơi khó nói chút. Các bác thông cảm nhá. Đấy. Một về cái sản phẩm này giờ em sẽ gỡ tiếp cái e căng của chiếc bên phải này là coi. E căng thì đẹp các bạn, đẹp. Nó không có thủng, không có rách. À. Căng còn rất là đẹp. Chỉ bụi bẩn thôi. Này nó bằng nhựa vải mà. Đấy, cho ra cho xà phòng mà đánh sạch xong rồi phơi khô. À, nhìn đẹp như mới không nhá. À. Bên này cũng thế. Cả hai chiếc tình trạng còn rất là đẹp. Sẽ quay chi tiết các cái cạnh cho các bác xem. Thì cái hãng Bô thiết kế cái dòng loa này để dùng nghe nhạc thì là nó thiết kế cái loa chung. Loa chung này tách biệt hẳn ra để tránh bị ảnh hưởng cộng hưởng âm. Đấy, do khi cái tiếng bass này nó đánh nó ảnh hưởng đến cái loa lời không nhá. Đấy. Ở đây thì đấy, nó có một cái tem gì đây? Ecoutimus. Dòng loa chuyên dùng để nghe nhạc gì đây, acoustic à, đúng không? Nhạc acoustic đấy, đúng nhá. Nghe nhạc nhẹ đấy, hay là những thể loại nhạc nhanh giống như em đang mở này, nhạc liên khúc các bác nghe rất là hay. Phía sau lưng này em sẽ quay nó lại, mà đợi một chút nhé, sẽ quay nó lại, xoay đại diện một chiếc thôi nhé. Đấy. Xoay đại diện một chiếc lại. Giới thiệu cho các bác xem. Đấy. Thì cái dây này là dây zin theo loa này, đúng không? Loa còn nguyên tình trạng bụi nhặt cũng nhé. Đấy. Này chỉ cần dọn dẹp đi một chút thôi là bóng đẹp như mới luôn. À. Cái dây này. Và các bác đặc biệt này, lưu ý này. Đây nó là Boost 363 cũng nhé, 363. Đấy, chứ không phải là 121 và 242 cũng nhé. 121 và 242 ghép nhau thành cái 363 không ạ? Đây nó là model 363 System. Đấy, System tức là cái hệ thống loa 363. Đấy. Thì ở đây nó có phần input này, input này chúng ta đưa cái tín hiệu âm đi vào đây. Không, âm dương bên này và âm bên này. À, và out ở đây chúng ta lấy tín hiệu out này để cấp lên cái phần loa chung trên này nhé. Cấp lên loa chung. Đấy. Loa này cả chân đế có trọng lượng tầm khoảng 17 kg một chiếc. Đấy. Còn nếu không có chân đế thì tầm khoảng 15 kg, mỗi cái chân này nặng khoảng 2 cân thôi. Đấy. Chiều cao bao gồm cả chân đế thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 75. Bề ngang này nó sẽ khoảng 25 và sâu. Sâu tính phần rộng nhất này. Sâu tính phần rộng nhất này nhá.
nó sẽ rơi vào tầm khoảng 30. Okay, 30. À, cặp loa này thì chúng ta phù hợp và nghe không gian phòng tầm trên dưới 25 m2, cực kỳ đẹp. Thì ngày mai em tranh thủ sẽ dọn dẹp vệ sinh cái cặp loa này và test nhạc cho các bác cùng nghe. Hiện tại thì bên Nhật cũng rất là khuya rồi. Em xem này, các bác để ý này. Nha, Nhật ở bên Nhật bây giờ đang là 1:27 rồi. Em chỉ mở nhạc lên này thôi để quay clip cho các bác xem. Nếu mà test thì phải đợi thời gian ban ngày hoặc sớm hơn một chút, trước 9 giờ tối. Trước 9 giờ tối. Còn khuya quá test là không được. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu mua cái cặp loa này thì vui lòng liên hệ với em. Hãy liên hệ với em theo một trong hai số điện thoại trên cái tấm biển đỏ này các bác nhé. Một trong hai số nào cũng được. Và giá của cặp loa này được ship đường hàng không về nhà của các bác là giá 22.500.000 nhé. Ship đường hàng không. Các bác nào mà chuyển khoản một lần thì em sẽ bao ship về tận nhà luôn. Các bác nào mà chỉ mà ship code, ship cọc thì các bác vui lòng thanh toán tiền là ship phí chuyển nội địa ở Việt Nam. Đây, bên này nó cũng còn cái dây của nó đây. Dây xịn thế thôi nhá, dây xịn theo nọ đấy. Hai chiếc đầy đủ. Sách hướng dẫn. Cái chân kê đế. Vâng, và đến đây em xin được kết thúc cái video clip của mình. Các bác có nhu cầu thì hãy vui lòng liên hệ cho em. Em xin cảm ơn.